Đây là tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư 80/2021 thông tư của Bộ Tài chính. Đây là tờ khai quyết toán năm và hạn nộp tờ khai là ngày 30 tháng 3 của năm sau và một năm thì chúng ta làm quyết toán một lần. Căn cứ để lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là các bạn căn cứ vào bảng lương của cả một năm. Thì cách trình bày bảng lương cũng như là cách tổng số tiền của từng nhân viên các tháng lại với nhau thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn ở video về tờ khai thuế thu nhập cá nhân rồi. Thì tại video này tôi sẽ không hướng dẫn cho các bạn cách cộng và cách trình bày lại bảng lương nữa. Số tiền mà chúng ta làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân là số tiền của cả một năm của tất cả các nhân viên trong 12 tháng. Và kê khai thì chúng ta kê khai ở trên HTKK. Các bạn vào phần mềm HTKK chọn thuế thu nhập cá nhân, chọn 05QTT thông tư 80. Còn nếu như mà các bạn làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ năm 2020 trở về trước thì các bạn chọn mẫu 05QTT thông tư 92. Còn đây tôi làm từ năm 21 trở đi nên tôi chọn thông tư 80. Chọn năm mà các bạn cần lập tờ khai quyết toán, nhấn đồng ý. Chúng ta sẽ phải điền số liệu ở bên phụ lục 05-1BK trước, sau đó phần mềm sẽ tự cập nhật lên trên tờ khai chính cho các bạn. Đối với công ty mà có nhiều nhân viên thì các bạn nhấn vào mẫu tải bảng kê để chúng ta tải xuống bảng kê mẫu Excel từ HTKK và điền đầy đủ các thông tin vào. Còn trên giáo trình thì các bạn nhấn vào tải về, tải xuống bảng kê 05. -1. Trên bảng kê này thì kế toán Việt Hưng đã điền đầy đủ các thông tin như sau: số thứ tự, họ tên nhân viên. Các bạn lưu ý số thứ tự thì phần mềm chỉ thể hiện đến dòng số 5. Các bạn phải kéo thêm xuống dòng bên dưới đến khi nào hết dòng họ tên thì thôi. Mã số thuế cá nhân, các bạn điền vào loại giấy tờ, số chứng minh thư, tổng số ở đây chính là cột số tiền trên cột thu nhập chịu thuế của cả năm của các nhân viên. Các bạn copy sang. Thì khi mà copy sang file mẫu thì phần mềm đang thể hiện số thập phân. Do đó các bạn sẽ đặt công thức bằng cách là dùng hàm round, tức là làm tròn số. Chúng ta chọn sang cột tổng số 0 và chúng ta đóng lại. Sau đó kéo công thức xuống bên dưới. Thì lúc này số liệu sẽ không còn là số của hàng thập phân nữa. Và các bạn sẽ copy sang cột số 12 này bằng định dạng 123. Và trên cột 13 này các bạn delete đi. Và lúc này các bạn sẽ thấy được cột tổng số đang là số nguyên, không chứa hàng thập phân. Nếu chứa hàng thập phân thì chúng ta không thể nhập khẩu lên trên HTKK được. Tiếp theo là số tiền giảm trừ gia cảnh bằng 11 triệu một người một tháng và giảm trừ người phụ thuộc là 4 triệu 400 nghìn một người một tháng, các bạn nhân lên cho 12 tháng. Bảo hiểm được trừ chính là số tiền trên cột tổng bảo hiểm trừ vào thu nhập của người lao động. Các bạn copy sang. Thu nhập tính thuế là số tiền trên cột thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân trên file tổng mà chúng ta đã cộng của 12 tháng lại. Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chính là cột thuế thu nhập cá nhân trên bảng lương mà chúng ta đã cộng lại của 12 tháng của các nhân viên lại với nhau. Sau đó các bạn lưu vào một ổ nào đó ở trên máy tính và đóng dữ liệu lại. Sang HTKK, tại phụ lục 05-1BK này, các bạn nhấn vào tải bảng kê, chọn thêm dữ liệu mới, nhấn dấu 3 chấm. Chúng ta tích chọn bảng kê 05-1, nhấn tải dữ liệu. Lúc này phần mềm sẽ tự cập nhật số liệu lên trên HTKK cho các bạn. Và tại đây chúng ta làm quyết toán đối với người lao động có hợp đồng lao động dài hạn trên phụ lục 05-1BK. Do đó các bạn sẽ tích vào cá nhân ủy quyền quyết toán thay. Còn phụ lục 05-2BK là đối với cá nhân ký hợp đồng thời vụ thì chúng ta sẽ khai báo thông tin của những nhân viên đó vào 05-2BK và cũng nhập khẩu tương tự như phụ lục 05-1BK. Còn phụ lục 05-3BK này là để chúng ta khai báo những người phụ thuộc. Thì lúc này các bạn điền họ tên người nộp thuế, mã số của người nộp thuế, họ tên người phụ thuộc của người nộp thuế, ngày sinh người phụ thuộc, mã số thuế của người phụ thuộc, số giấy tờ, lựa chọn sao cho đúng, điền số giấy tờ, quan hệ với người nộp thuế là vợ chồng hay con hay khác thì chúng ta lựa chọn và điền là từ tháng 1 đến tháng 12 năm tài chính. Sau đó các bạn nhấn ghi, phần mềm sẽ tự cập nhật số liệu lên trên tờ khai chính và chúng ta điền chỉ tiêu 16 bằng chỉ tiêu 17.
Bao giờ mà không còn báo đỏ nữa, ghi thành công thì lúc đó chúng ta mới kết xuất ra được file XML để nộp cho cơ quan thuế. Nộp thì chúng ta cũng nộp qua trang thuế điện tử.gdt.gov.vn. Và file mà chúng ta kết xuất chính là file có cấu trúc là HAN, đến mã số thuế, sau đó đến mẫu loại tờ khai, đến kỳ kê khai và lần kê khai. Trong trường hợp nếu như các bạn đã kê khai và nộp tờ khai rồi nhưng chúng ta làm sai thì các bạn sẽ phải làm tờ khai bổ sung bằng cách các bạn vẫn vào mẫu 05QTT thông tư 80 và chúng ta chọn tờ khai bổ sung theo từng lần mà chúng ta cần khai bổ sung, lần lượt theo thứ tự lần 1, lần 2, lần 3. Còn các bạn không làm theo thứ tự thì khi mà chúng ta nộp tờ khai lên trên trang thuế điện tử, phần mềm sẽ không chấp nhận. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm HTKK.